Em xin mến chào chị và các bạn yêu thích cây mai vàng Trước tiên em xin được chúc cho anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn an lành và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay là mùng 7 tháng 7 âm lịch. Em cũng làm clip và chia sẻ đến với anh chị về việc chăm sóc cũng như những việc mà anh chị mình cần phải hết sức lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn tháng 7 âm lịch này ra đi ha. Đặc biệt là đối với cây mai mà chúng ta nuôi trồng ở trên chậu ha anh chị. Thì những việc mà anh chị mình phải hết sức lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn từ tháng 7 âm lịch trở đi, đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch này ha. Thứ nhất, đó là cái liều lượng phân bón ha. Liều lượng phân bón anh chị mình bón cho cây. Bởi vì đây là cái giai đoạn đầu của việc sử dụng phân bón để tạo nụ cho cây. Cho nên có nhiều anh chị thấy cây mai của mình nó ít nụ, rồi anh chị mình nôn nóng bón cái liều lượng phân quá cao thì nó sẽ làm ảnh hưởng cho cây mai của mình rất lớn ha anh chị nhẹ thì nó sẽ vàng lá còn nặng nữa thì nó cháy và nó rụng lá luôn ha có thể làm chết cây luôn ha anh chị cho nên trước khi mà anh chị mình sử dụng phân bón để tưới cho cây thì anh chị mình cũng phải kiểm tra xem cây mai của mình nó phát triển như thế nào nó có sung mạnh hay không hay là cây nó yếu ớt ha để chúng ta điều chỉnh cái lượng phân cho nó phù hợp thí dụ như cây cây mai anh chị mình nó sung mạnh anh chị mình pha 3 gram cho một lít nước anh chị mình tưới thì cây nó càng phát triển mạnh lên ha còn cây anh chị mà nó đang yếu lá trên cây nó mỏng nó vàng hoặc bộ rễ kém pháp hấp thu mà anh chị mình cũng sử dụng chung một cái liều lượng giống như cái cây nó phát triển mạnh anh chị mình tưới thì cái cây suy yếu đó nó sẽ càng suy thêm thậm chí nó có thể là chết cây luôn ha anh chị và cái công việc thứ hai mà anh chị mình cần phải lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai, giai đoạn từ tháng 7 âm lịch này trở đi ha đó là anh chị mình phải thường xuyên phun sâu ăn lá và bò trĩ định kỳ ha thì trong cái tháng 7 này khi chúng ta bón phân để làm nụ cho cây thì cây mai anh chị nó vẫn phát triển ra chồi ha nó vẫn phát triển những cái chồi non như thế này và những cái cơ chồi non này khi nó phát triển tới đâu thì nó sẽ ôm kim lên tới đó luôn ha thì đó, từ tháng 7 âm lịch này cho đến tháng 8 âm lịch thì chúng ta chăm sóc, chúng ta vẫn đang còn lấy hai cơi đọt nữa ha, hai cơi đọt non. Và hai cái cơi đọt này khi nó phát triển tới đâu thì nó sẽ ôm kim lên tới đó. Còn từ qua tháng 9 âm lịch trở đi thì giai đoạn đó chúng ta mới bắt đầu khống chế đọt ha, khống chế không cho ra đọt nữa. Để tập trung dinh dưỡng nó làm nụ. Cho nên giai đoạn này anh chị mình cần phải lưu ý chúng ta phun phòng sâu quăng lá và bò trĩ định kỳ để giữ cho những cái cây đọt này nó phát triển ra được tốt ha cái thứ hai là giữ cho những cái mầm kim này nó không bị đen đầu ha bởi vì giai đoạn này là cây mai chúng ta nó mới phát triển lên cái mầm kim như thế này thôi nó vẫn đang là kim lá ha anh chị chứ nó chưa chuyển hóa thành cái nụ nó chưa có cái lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài ha cho nên bò trĩ nó sẽ chích thúc nó tấn công vô cái ngồi kim này nó làm cho cái đầu kim này nó đen đi ha. Nó đen và nó không thể nào phát triển thành nụ được ha. Thì uh, ngoài việc mà phun phòng sâu ăn lá và bò trĩ thì anh chị mình cũng uh, luân phiên định kỳ chúng ta phun phòng thêm những loại thuốc nấm bệnh ha. Những loại thuốc phòng nấm bệnh để giữ cho bộ lá của cây mai nó luôn luôn nó được xanh sạch như thế này, nó không có bị nấm bệnh tấn công ha. Thì cây nó mới quan hợp tốt được như trong cái giai đoạn từ tháng 7 lịch này trở đi thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc thì mưa dầm lúc thì nắng gắt ha thì nó rất dễ sinh ra những cái nấm bệnh như là rỉ sắt tháng thư rồi đốm lá ha khi mà cây mai nó bị nhiễm những cái nấm bệnh này và cái mức độ nó lây lan ra hết cây thì khi đó cây mai của anh chị nó sẽ quan hợp rất là kém ha quan hợp kém dẫn đến chất lượng bắp nụ nó không được đạt và trong cái giai đoạn này thì anh chị mình cũng nên bổ sung thêm cái thuốc phòng nhện đỏ ha bởi vì nhện đỏ thì nó chuyên chích hút và tấn công trên cái bộ lá già này làm cho cái bộ lá trên cây mai chúng ta mất đi cái màu xanh cũng như cái thẩm mỹ làm cho cây mai chúng ta nó trở nên xấu ha cái thứ hai là nó làm cho cái lá mai mất khả năng quan hợp bởi vì khi nhện đỏ nó tấn công thì cả một cái lá này nó sẽ chuyển sang một cái màu màu giống như là lá lá khô lá cháy ha anh chị mặt dưới lá thì nó vẫn xanh nhưng mặt trên lá thì nó sẽ chuyển qua cái màu giống như là, là màu của lá khô ha thì nó sẽ làm cho cây mai anh chị hấp thu dinh dưỡng kém ha bởi vì bộ lá khi nó không quan hợp được nó không trao đổi được cái chất dinh dưỡng thì cây nó không thể nào hấp thu tốt được ha cho nên anh chị mình cố gắng chú ý phun phòng định kỳ 10 15 ngày gì đó anh chị mình phun phòng một lần. Và vấn đề thứ ba, anh chị mình hết sức lưu ý khi chăm sóc cho cây mai trong cái giai đoạn từ tháng 7 âm lịch này đến cuối năm luôn ha. Đặc biệt đối với cây mai mà anh chị mình nuôi trồng ở trên chậu ha. Từ giai đoạn này cho đến cuối năm, anh chị mình cần phải hết sức lưu ý. Đó là nước tưới ha, nước tưới cho cây mai. Đây là vấn đề rất là quan trọng đối với cây mai mà chúng ta nuôi trồng trên chậu ha anh chị. Thì cái thời tiết mà từ tháng 7 âm lịch này trở đi thì anh chị mình thấy ha. Lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa. Nó không có ổn định. Lúc mưa thì mưa có khi mưa lớn, khi mưa nhỏ. Còn khi nắng thì nắng rất là gắt ha. Thì khi thời tiết thay đổi như thế này, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây mai chúng ta nó phát triển lên búp nụ ha. Nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây mai chúng ta nó phát triển lên búp nụ. Nhưng bên cạnh đó nó cũng sẽ làm cho cây mai chúng ta Nở sớm mà, nở bông sớm. Nếu như anh chị mình không điều tiết được cái lượng nước cho cây. Thì cây mai anh chị, cái khả năng nó nở sớm là rất cao ha. Khi thời tiết nắng gắt như thế này. Cây mai anh chị nó đang trong cái tình trạng nó khô, thiếu nước. Gặp trời mưa lớn xuống, nó sẽ làm cho những cái búp nụ trên cây phát triển rất là nhanh lớn ha. Thì à, tuy nhiên, nước nó rất là quan trọng đối với những cây mai mà chúng ta nuôi trồng ở trên chậu như thế này nhưng anh chị mình cũng phải điều tiết được cái lượng nước ha chứ không phải anh chị mình cứ làm cho một xô anh chị mình đổ vô ha tưới ngập ngâm vô đó cây mạnh chúng ta tưới khác cây yếu anh chị mình tưới khác chứ không phải mạnh yếu gì anh chị mình cũng cứ xách xô anh chị mình làm cái ào vô ha như cây mai nó khỏe bộ rễ nó mới phát triển ra mạnh tàn lá trên cây nó sung xê thì nó cần cái lượng nước nhiều anh chị mình tưới nhiều cho cây trời nắng gắt như thế này anh chị mình tưới nhiều còn cây mai tàn lá nó ít thưa thớt thì nó cần cái lượng nước ít anh chị mình tưới giảm lại cái thứ hai là chất trồng anh chị mình sử dụng để trồng cây mai nó giữ ẩm được nhiều hay là ít rồi cái kích cỡ chậu anh chị mình trồng cái cây lớn hay nhỏ để chúng ta điều chỉnh cái lượng nước làm sao cho nó phù hợp À, em thí dụ như á cây mai này của em là hoành nó tầm 28 30 gì đó ha em trồng trên cái chậu 8 tấc và cái tàn lá tới thời điểm này nó phát triển ra xung xê như thế này và chất trồng em sử dụng là vỏ trấu sống và sơ dừa ha vỏ trấu và sơ dừa thì cái độ thoát nước nó rất là mạnh ha thì trời trời mà nắng nóng như thế này em chỉ tới tưới ở góc một ngày một lần vào buổi sáng ha còn buổi chiều nếu như à, em có thời gian thì em chỉ phun sương ở trên tàn cho nó mát ha. Vào khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều khi còn nắng nhẹ. Em chỉ phun sương ở trên tàn để cho nó mát cây. Đó là đối với những cây mai như thế này mà em trồng trên chậu 8 tấc ha. Còn à, đối với những cây mà hoành nó 22 23 mà em trồng trên cái chậu 6 tấc mà thời tiết nắng nóng như thế này thì một ngày em phải tưới hai lần mới đủ hả anh chị. Bởi vì cái chậu 6 tấc thì nó chỉ có một ít sơ dừa thôi. Nó chỉ có ít một ít chất trồng thôi, nó không có nhiều. Và nó thoát nước rất là nhanh. Thì khi thời tiết nắng nóng như thế này, mỗi một ngày em sẽ tưới cho cây hai lần ha. Ở như cây mai này cũng vậy ha. Anh chị mình thấy cái bộ tàn của nó ha. Bộ tàn của nó phát triển rất là tốt ha. Và em cũng trồng trên cái chậu 8 tấc. Thì một ngày em cũng chỉ tưới đủ nước cho cây một lần vào buổi sáng và buổi chiều. Nếu thời tiết nắng cả ngày thì buổi chiều em sẽ phun sương mát ở trên tàn thôi ha. Thì mỗi khi em làm clip em thường nhắc anh chị mình là tưới nước đều đặn cho cây. Nhưng anh chị mình chăm sóc thì anh chị mình phải biết cây mai của mình nó phát triển như thế nào. Để chúng ta điều tiết cái lượng nước cho nó vừa đủ, phù hợp. Thì cây mai anh chị nó mới phát triển tốt được ha. Thì ngày hôm nay em cũng chỉ chia sẻ đến với anh chị một vài việc mà cần phải lưu ý khi chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn tháng 7 âm lịch này trở đi ha. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc em xin được cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau. Nếu yêu mến và tin tưởng em thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.